nhật tin tức về dịch COVID-19 mỗi ngày trên kênh FBNC. Bản tin sáng nay ngày 26 tháng 10 năm 2020 gồm những tin tức nổi bật. Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt đại dịch nếu tái đắc cử. Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ông Trump phá hỏng cuộc chiến chống COVID-19. Vùng Valencia của Tây Ban Nha tự ban bố lệnh giới nghiêm để đối phó đại dịch. Người nhập cảnh phải được giám sát y tế đủ 14 ngày sau hoàn thành cách ly. Tại Việt Nam, bác tin đồn Đà Nẵng có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hà Nội có 15 điểm tuyên truyền xử phạt không đeo khẩu trang. Tính đến 18 giờ ngày 25 tháng 10, số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 43 triệu ca, trong đó hơn 31,7 triệu ca đã được chữa khỏi. Mặc dù các nước đang nỗ lực trong cuộc chiến với đại dịch, thế nhưng hơn 1 triệu 150.000 người đã không thể qua khỏi. Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19. Trong vòng 24 giờ qua, quốc gia này đã có thêm hơn 80.000 ca mắc mới. Nâng tổng số ca nhiễm đến 18 giờ ngày hôm qua là hơn 8,8 triệu ca, trong đó hơn 230.000 ca đã tử vong. Sau Mỹ, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai thế giới về số ca nhiễm. Trong một ngày, đất nước này ghi nhận thêm hơn 52.000 ca nhiễm mới. Số ca mắc trên cả nước đến thời điểm này là hơn 7 triệu 800.000 ca nhiễm, trong đó hơn 118.000 người đã không qua khỏi. Brazil tiếp tục là quốc gia đứng thứ ba về số ca nhiễm trên thế giới, với hơn 5 triệu 380.000 ca nhiễm. Dù vậy, Brazil vẫn là quốc gia đứng thứ hai toàn cầu về số ca tử vong, với hơn 156.000 ca tử vong. Vị trí thứ tư thế giới là Nga với hơn 1,5 triệu ca nhiễm và hơn 26.000 người tử vong. Vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, phát biểu với các cử tri tại Bắc Carolina trước khi tiếp tục chuyển tới các bang chiến địa khác như Ohio và Wisconsin trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm nay, để giành thêm sự ủng hộ của cử tri, ông Donald Trump tuyên bố ông sẽ biến COVID-19 chỉ còn là mối quan tâm thứ yếu đối với người Mỹ nếu ông tiếp tục chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Bất cứ khi nào bạn bật TV lên, các bạn sẽ nghe thấy những cụm từ như COVID, COVID, COVID. Trong khi một vụ tai nạn máy bay có đến hàng trăm người phải thiệt mạng, thì truyền thông lại không đề cập đến. Đến ngày 4 tháng 11 tới, bạn sẽ không còn nghe đến từ COVID-19 nữa. Đó là sự thật. Để làm được điều đó, các bạn hãy đi bỏ phiếu cho tôi. Càng gần đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020, cuộc đua vào Nhà Trắng càng quyết liệt hơn. Cả hai ứng cử viên là Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden đều đang nỗ lực để vận động tranh cử. Nếu giành chiến thắng tại Bắc Carolina, Tổng thống Trump sẽ có được thêm 4 năm nữa ở Nhà Trắng. Hôm 24 tháng 10, ông Joe Biden cũng đã tới bang chiến địa Pennsylvania để thuyết phục cử tri và không quên công kích đối thủ về cách ứng phó đại dịch COVID-19. Tại một cuộc vận động tranh cử tại Bắc Miami vào thứ Bảy ngày 24 tháng 10, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công kích Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về cách xử lý đại dịch COVID-19 bằng những từ ngữ khá nặng nề, khi ông Obama đã gọi ông Trump là kẻ phá hoại công cuộc chống lại đại dịch của đất nước. Ông Donald Trump nói rằng COVID-19 hiện đã biến mất ở một loạt các bang, nhưng thực tế thì các bang đang đạt mức cao kỷ lục mới trên toàn quốc. Ông ấy làm việc không có kế hoạch. Ông Trump thậm chí không thừa nhận thực tế của những gì đang diễn ra trên khắp đất nước. Ông Obama đã ra mắt lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử năm 2020 vào đầu tuần để ủng hộ ông Biden, cựu phó tổng thống của ông. Thêm một nhân vật thân cận với Tổng thống Mỹ dương tính với SARS-CoV-2, ông Devin O'Malley, phát ngôn viên của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, ông Mark Short, chánh văn phòng của Phó Tổng thống đã mắc COVID-19. Ông O'Malley cũng cho biết thêm rằng cả ông Pence và vợ đều âm tính với COVID-19. Sức khỏe vẫn tốt và vẫn sẽ tham gia vào chiến dịch tranh cử Tổng thống năm nay. Theo ông Devin O'Malley, Phó Tổng thống sẽ vẫn giữ lịch trình làm việc bình thường, phù hợp với các hướng dẫn Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Phát ngôn viên này khẳng định quyết định của ông Pence tiếp tục các sự kiện công cộng được đưa ra dựa trên cơ sở tham vấn với đơn vị y tế Nhà Trắng.
Ông Mark Short đã đảm trách chức vụ giám đốc các vấn đề lập pháp trong chính quyền Tổng thống Trump từ năm 2017 đến năm 2018, và từ năm 2019 là chánh văn phòng của Mike Pence. Còn tại các quốc gia, hàng loạt các nguyên thủ cũng tiếp tục là nạn nhân của COVID-19. Cái tên mới nhất chính là Tổng thống Ba Lan, Andrzej Duda. Thông báo này được đăng trên Twitter ngày 24 tháng 10 của Bộ trưởng phụ trách đại diện cho Tổng thống, ông Blaise Sajak. Hiện Tổng thống Ba Lan đang phải cách ly. Thật không may rằng tôi đã nhiễm COVID-19, tôi không có bất kỳ triệu chứng nào, đặc biệt là những vấn đề nghiêm trọng như mất vị giác hoặc khứu giác. Nhưng kết quả của bài xét nghiệm là hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại tôi cảm thấy rất ổn. Tôi sẽ dành những ngày sắp tới để tự cách ly và làm việc từ xa. Không thành vấn đề gì cả. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả những người phải cách ly vì họ đã gặp tôi trong những ngày gần đây. Chúng tôi đang cố gắng tuân thủ tất cả các biện pháp an toàn như đeo khẩu trang, găng tay khi tiếp xúc trực tiếp. Tôi hy vọng không ai bị nhiễm bệnh và tôi tin rằng các biện pháp an toàn sẽ giúp đất nước chiến thắng đại dịch. Tổng thống Duda có kết quả xét nghiệm ngày 23 tháng 10. Thông tin này được đưa ra khi Ba Lan đang áp dụng các biện pháp mới để hạn chế sự lây lan của căn bệnh này. Số ca nhiễm mới đang không ngừng gia tăng tại nước này. Đáng chú ý, số ca nhiễm mới đạt kỷ lục 13.632 ca vào ngày 23 tháng 10. Thứ trưởng Bộ Y tế Ba Lan, Waldemar Kraska, trong một cuộc phỏng vấn cho biết, Tổng thống vẫn còn trẻ và sẽ vượt qua căn bệnh mà không có vấn đề gì. Bộ trưởng này nói thêm rằng ông hy vọng tất cả những người tiếp xúc với ông Duda trong những ngày gần đây sẽ được cách ly, bao gồm ngôi sao quần vợt Iga Swiatek. Từ ngày 24 tháng 10, nhiều quy định nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh chính thức có hiệu lực tại Ba Lan. Các nhà hàng và quán bar sẽ bị đóng cửa trong 2 tuần. Các trường học vẫn hoạt động chỉ dành cho trẻ em đến lớp 3. Những học sinh lớn hơn chuyển sang học từ xa. Chính phủ cũng đã cấm các cuộc tụ tập công cộng hơn 5 người. Mặc dù vậy, hàng nghìn người đã đổ ra đường vào đêm ngày 23 tháng 10 để phản đối phán quyết được Tòa án Hiến pháp đưa ra hôm trước đó, áp đặt lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với việc phá thai tại nước này. Bộ Y tế Ba Lan đã ghi nhận hơn 150 ca tử vong vì COVID-19 trong ngày 23 tháng 10, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên gần 4.200 người. Ba Lan đã ghi nhận tổng cộng gần 230.000 ca nhiễm. Hệ thống chăm sóc sức khỏe nước này đã bắt đầu gặp khó khăn trước sức nặng của dịch bệnh, buộc chính phủ phải thành lập các bệnh viện dã chiến để giúp giảm bớt gánh nặng các nhân viên y tế của đất nước. Trong khi đó, tại Đức, sau khi mắc COVID-19, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết vaccine COVID-19 có thể có ở Đức vào tháng 1 năm 2021, hoặc có thể vào tháng 2 hoặc tháng 3, thậm chí muộn hơn và sẽ không bắt buộc tiêm chủng. Đức đang chuẩn bị cho công tác tiêm chủng vaccine trước cuối năm nay. Bộ Y tế Đức đang lên kế hoạch thành lập 60 trung tâm tiêm chủng đặc biệt để đảm bảo vaccine có thể được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp, đồng thời yêu cầu 16 bang nước này cung cấp thông tin địa điểm trước ngày 10 tháng 11. Ông Spahn nói rằng nước Đức đang đảm bảo liều lượng vaccine nhiều hơn đáng kể để đáp ứng nhu cầu dự kiến và có thể bán số lượng dư thừa cho các quốc gia khác hoặc tặng cho các quốc gia nghèo hơn. Bộ trưởng Spahn đã yêu cầu các chuyên gia, bao gồm Hội đồng Đạo đức và Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Leopoldina, quyết định đối tượng sẽ được tiêm trước tiên, nhưng các y tá, bác sĩ và chuyên gia y tế sẽ đứng đầu danh sách. Bộ trưởng Y tế tiết lộ ý định thiết lập một hệ thống đặt lịch hẹn kỹ thuật số để tổ chức việc tiêm chủng cũng như một ứng dụng để ghi lại các tác dụng phụ có thể xảy ra. Chuyển sang tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc. Mới đây, giới chức khu tự trị Tân Cương xác nhận một bệnh nhân nữ 17 tuổi đã mắc COVID-19 sau khi xét nghiệm trong một cuộc kiểm tra định kỳ và đã được chuyển đến một bệnh viện trong thành phố. Phát hiện này đánh dấu ca mắc cộng đồng đầu tiên của Trung Quốc kể từ ngày 14 tháng 10 cho đến nay. Vào đầu tháng 8, Tân Cương phát hiện một cụm nhiễm nhưng tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát vào ngày 15 tháng 8. Ủy ban Y tế Tân Cương cho biết tất cả những người tiếp xúc gần với bệnh nhân ở Kasgar đã được cách ly để theo dõi y tế và chính quyền địa phương đang tiến hành điều tra dịch tễ. Trung Quốc được coi là đã kiểm soát được đại dịch sau khi nước này phát hiện những ca bệnh đầu tiên vào cuối năm ngoái. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết 28 ca mắc mới được xác nhận trong 24 giờ qua, trong đó 27 ca không có biểu hiện triệu chứng.
Trong khi đó, thành phố biên giới Ciudad Juárez trở thành điểm nóng về COVID-19 mới nhất của Mexico. Giới chức y tế thành phố Ciudad Juárez ghi nhận có 445 ca nhiễm mới và 1.082 ca tử vong do sự gia tăng quá mức của các ca nhiễm COVID-19, khiến các nhà chức trách phải tuyên bố báo động đỏ như một biện pháp để ngăn ngừa sự bùng phát mạnh mẽ hơn. Các nhân viên y tế từ các bệnh viện khác nhau đã biểu tình để yêu cầu chính phủ cung cấp cho họ điều kiện làm việc tốt hơn để chăm sóc bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 và cảnh báo về sự sụp đổ của hệ thống y tế trong thành phố. Nhân viên của các nhà tang lễ của thành phố cho biết số ca tử vong do COVID-19 gia tăng bất thường. Thị trưởng thành phố Ciudad Juárez, ông Armando Cabada, đã thông báo hạn chế các hoạt động từ 10 giờ đêm đến 6 giờ sáng nhằm hạn chế sự lây lan của tình trạng sa sút trong dân chúng và các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, cửa hàng đã hủy bỏ mọi hoạt động. Để bảo vệ người dân, việc đóng cửa các nghĩa trang đã được ban hành trong lễ hội người chết. Không chỉ tại Mexico, tại vùng Valencia của Tây Ban Nha, chính quyền địa phương đã tự ban bố lệnh giới nghiêm, dự kiến bắt đầu có hiệu lực từ tối ngày 24 tháng 10 theo giờ Tây Ban Nha cho tới ngày 9 tháng 12 tới. Lãnh đạo vùng Valencia Simo Pich cho biết, lệnh giới nghiêm từ nửa đêm đến 6 giờ sáng theo giờ địa phương sẽ được điều chỉnh bởi luật về các biện pháp thủ tục để đối phó với COVID-19. Trong đó ngầm tuyên bố rằng các biện pháp đó có thể được thực hiện mà không cần tình trạng trường hợp khẩn cấp. Một số cư dân từ thành phố Gandia cho biết biện pháp này là tích cực, trong khi những người khác nhấn mạnh nó là quá hà khắc. Bên cạnh đó, chính quyền 10 vùng ở Tây Ban Nha đã yêu cầu chính phủ trung ương ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm hạn chế người dân đi lại để giảm thiểu nguy cơ lây bệnh. Các khu vực hy vọng chính phủ sẽ triệu tập một cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Bộ trưởng vào Chủ nhật ngày 25 tháng 10 để thông qua các biện pháp như vậy, truyền thông Tây Ban Nha đưa tin. Số liệu do Reuters công bố cho thấy Tây Ban Nha đang là quốc gia châu Âu chịu thiệt hại nặng nề nhất do COVID-19, với hơn 1,1 triệu ca nhiễm và khoảng 34.700 trường hợp tử vong được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này. Tương tự, nước Anh phải tăng cường áp dụng các biện pháp chống dịch trên khắp nước khi đang vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ hai, ảnh hưởng đến niềm tin của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Chính phủ Scotland đã công bố chi tiết về hệ thống cảnh báo 5 cấp mới của họ, bổ sung thêm 2 cấp vào 3 cấp đang được sử dụng ở Anh và sẽ hoạt động từ ngày 2 tháng 11. Trong khi đó, khu vực Greater Manchester đã cùng Liverpool và Lancashire xếp vào bậc 3, mức cảnh báo cao nhất của nước Anh, đồng nghĩa với việc những giới hạn nghiêm ngặt nhất, bao gồm việc đóng cửa các quán bar. Ngoài ra, với hàng triệu người trên khắp đất nước hiện đang rơi vào tình trạng bị phong tỏa, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang rơi vào tương lai ảm đạm. Chính phủ cho biết số ca nhiễm mới đang tăng 3% đến 6% mỗi ngày. Và tỷ lệ R ở Anh đã giảm xuống 1,2 đến 1,4, nghĩa là trung bình cứ 10 người nhiễm virus sẽ lây nhiễm cho 12 đến 14 người khác. Cả hai con số đều thấp hơn so với tuần trước, ngụ ý rằng sự lây lan của virus có thể đang chững lại. Ở Nga, các quán bar ở Moscow đã đưa vào thử nghiệm hệ thống mã QR nhằm theo dõi các trường hợp nhiễm COVID-19 có thể xảy ra. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin vào tuần trước cho biết nhân viên và khách hàng tại các hộp đêm và quán bar mở cửa từ nửa đêm đến 6 giờ sáng sẽ phải đăng ký bằng số điện thoại của họ để nhập và quét mã QR. Các biện pháp mới nhận được phản ứng trái chiều giữa những người đi bar. Trong khi một số người ủng hộ những sáng kiến mới để hạn chế sự lây lan của virus, những người khác không chắc liệu chúng có thực sự hoạt động hay không. Để đối phó với đại dịch, Moscow đã thành lập 2 bệnh viện dã chiến, yêu cầu các doanh nghiệp có ít nhất 30% nhân viên làm việc từ xa và giới thiệu học trực tuyến cho học sinh trung học. Theo dữ liệu chính thức từ Bộ Y tế, Nga đã ghi nhận hơn 16.500 ca nhiễm COVID-19 mới vào thứ Bảy. Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch, tổng số trường hợp mắc bệnh đã lên tới gần 1.500.000 người với hơn 25.000 ca tử vong. Chuyển sang tin tức về vaccine, hãng dược AstraZeneca công bố việc thử nghiệm vaccine do công ty này phát triển cùng Đại học Oxford Anh đã được nối lại sau một thời gian ngừng vì một tình nguyện viên tham gia thử nghiệm có diễn biến sức khỏe không tốt. Theo thông cáo của AstraZeneca cho biết, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA hôm nay đã cấp phép cho việc nối lại thử nghiệm tại Mỹ sau khi các thử nghiệm đã được tiếp tục tại những nước khác trong các tuần gần đây. Đợt thử nghiệm vaccine của AstraZeneca đã tạm dừng trên toàn thế giới từ ngày 6 tháng 9, nhưng được nối lại ngay sau đó ở Anh và trong các tuần sau đó tại Nam Phi, Brazil và Nhật Bản, sau khi nhà chức trách xác định tình trạng sức khỏe không tốt của người tham gia thử nghiệm rõ ràng không liên quan tới vaccine. Cũng theo thông cáo của AstraZeneca, FDA đã xem xét mọi dữ liệu an toàn từ các thử nghiệm trên toàn cầu và kết luận việc nối lại thử nghiệm là an toàn.
Vaccine của AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển là một trong những vaccine hứa hẹn nhất của không chỉ Mỹ mà cả thế giới. Đây là một trong 10 ứng cử viên vaccine được thử nghiệm trên hàng chục ngàn người ở giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ ba. Ngay sau thông báo của AstraZeneca, công ty Johnson & Johnson cho biết họ đang chuẩn bị nối lại thử nghiệm vaccine COVID-19 của họ, cũng đã bị tạm dừng tuần trước sau khi một tình nguyện viên đổ bệnh. Theo tập đoàn J&J, sau khi đánh giá kỹ lưỡng về tình trạng sức khỏe của người này, họ không nhận thấy có nguyên nhân rõ ràng nào cho thấy vaccine đang thử nghiệm là nguyên nhân gây bệnh. Ngay trước thông báo ngày 23 tháng 10 của J&J, một quan chức cao cấp liên quan sáng kiến vaccine Operation Warp Speed của chính phủ Mỹ nói ông hy vọng thử nghiệm của J&J sẽ nối lại nhanh chóng. Chuyển sang tin tức tại Việt Nam, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ngày 25 tháng 10, Việt Nam ghi nhận thêm 8 ca mắc COVID-19 mới. Tất cả đều nhập cảnh từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay nên không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng. Bệnh nhân 1.161 đến 1.164 là công dân Việt Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2020, từ Pháp nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN5010, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn Minh Đạm, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm ngày 24 tháng 10 năm 2020 tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền. Bệnh nhân 1.165 là nam 1 tuổi, bệnh nhân 1.166 là nữ 5 tuổi, hai bệnh nhân là con của bệnh nhân 1.159. Ca bệnh 1.167 là nam 1 tuổi, có địa chỉ tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, là con của bệnh nhân 1.157. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, bệnh nhân 1.165 đến 1.167 từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN8, được chuyển đến cách ly ngay tại Trung đoàn 831, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Hiện tại, các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Ca bệnh 1.168 là nam 64 tuổi, có địa chỉ tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Bệnh nhân là công dân Việt Nam ngày 23 tháng 10 năm 2020, từ Mỹ quá cảnh qua sân bay Incheon, Hàn Quốc, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN431, được chuyển đến cách ly ngay tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại phòng khám đa khoa Điện Ngọc, Quảng Nam. Theo báo cáo của tiểu ban điều trị, trong ngày 25 tháng 10 có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là các bệnh nhân 1089, 1115, 1118, 1119, 1090 và 1081. Như vậy, đến 18 giờ ngày 25 tháng 10, Việt Nam đã chữa khỏi 1.057 bệnh nhân trong tổng số 1.168 ca mắc. Số ca đang được điều trị là 73 ca. Tiểu ban điều trị cũng cho biết đến thời điểm này, nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Về số người cách ly, hiện có hơn 14.500 người đang được cách ly, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 181 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 13.208 người, cách ly tại nhà nơi lưu trú là 1.187 người. Các chuyến bay hiện vẫn tiếp tục đưa hàng trăm công dân Việt Nam về nước trong hai ngày 23 và 24 tháng 10. Các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada và Hàn Quốc, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 350 công dân Việt Nam về nước an toàn. Hành khách trên các chuyến bay là trẻ em, người cao tuổi, người bị bệnh nặng, sinh viên đã hoàn thành khóa học gặp khó khăn về chỗ ở, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác. Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay đã chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ. Tất cả hành khách và phi hành đoàn cũng đã được cách ly, kiểm tra y tế theo quy định khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu những người nhập cảnh nói chung, sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải được giám sát y tế đủ 14 ngày. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành, trước hết là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ đạo thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng. Theo ghi nhận, nhiều người dân hoàn toàn quên mất những chiếc khẩu trang để phòng dịch. Tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, nhiều người vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang. Tương tự, điều này diễn ra tại một số bệnh viện của Hà Nội, nơi được khuyến cáo là có nguy cơ cao lây nhiễm dịch bệnh COVID-19. Thực trạng đáng lo ngại tại Việt Nam thời gian gần đây, khi nguy cơ về việc lây lan dịch COVID-19 vẫn hiện hữu trong cộng đồng. Liên quan đến những trường hợp công dân từ nước ngoài về nước, ngày 23 tháng 10, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện cách ly y tế các công dân nhập cảnh từ Mỹ trên chuyến bay VN431 hạ cánh tại sân bay quốc tế Đà Nẵng. Công tác kiểm dịch y tế, phân luồng, vận chuyển được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.
Các công dân này đang thực hiện cách ly y tế tại một số cơ sở lưu trú do Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố thiết lập là cơ sở cách ly tập trung tại quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà. Việc tiếp nhận cách ly y tế này được thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19. Do đó, Sở Y tế Đà Nẵng bác bỏ tin đồn có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng mà mạng xã hội đang lan truyền. Theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đơn vị đã thành lập 15 điểm tuyên truyền xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang, các điểm xung quanh hồ Hoàn Kiếm, tuyến phố đi bộ, chợ đêm và khu phố cổ, đặc biệt là tại nơi có nhiều quán xá quanh ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến. Trong tối ngày 23 tháng 10, lực lượng chức năng đã xử lý 5 trường hợp không đeo khẩu trang chỉ riêng chốt trực tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ, Hàng Khay. Bên cạnh đó, Công an quận Hoàn Kiếm cũng bàn giao Ủy ban nhân dân phường Tràng Tiền xử phạt 2 trường hợp người bán khẩu trang không rõ nguồn gốc. Theo đó, mỗi trường hợp bị phạt 400.000 đồng. Ngoài ra, các quán bar, nhà hàng, quán cà phê, quán ăn trên địa bàn đều được phát tờ rơi tuyên truyền về việc nghiêm túc đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Dịch bệnh COVID-19 kéo dài cùng với thiên tai lũ lụt đã khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, đơn hàng giảm, một bộ phận doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, sản xuất chỉ duy trì ở mức cầm chừng. Ông Nguyễn Văn Khích, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hưng Yên cho biết, trong năm có đại dịch COVID-19 thì người nộp thuế gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh của mình, do vậy nguồn tài chính của doanh nghiệp không có khả năng để nộp ngân sách. Trong khi đó tại Hà Nội, trước những nguyên nhân khách quan từ dịch bệnh dẫn đến doanh nghiệp chậm nộp ngân sách, Cục Thuế Hà Nội cũng đã có những hướng dẫn đưa ra lộ trình phù hợp cho từng doanh nghiệp, hạn chế tối đa những khó khăn cho doanh nghiệp. Theo đó, đối với doanh nghiệp lớn bị ảnh hưởng không nhỏ như hàng không, du lịch đang bị nợ thuế, thì hoàn toàn có thể xử lý theo quy định của pháp luật, có thư bảo lãnh của ngân hàng sẽ tạm thời không bị cưỡng chế. Tính đến nay, tổng số tiền nợ ngành thuế quản lý chiếm khoảng 8,5% tổng số thu nội địa, cao hơn 3,5% so với nhiệm vụ đặt ra. Đối với những đối tượng không bị ảnh hưởng do dịch bệnh, bão lũ mà cố tình chây ý nghĩa vụ với ngân sách, ngành thuế kiên quyết cưỡng chế thu nợ. Để thu hồi nợ thuế từ nay đến cuối năm, ngành thuế đang tập trung lực lượng, thành lập các đoàn công tác đôn đốc thu nợ đọng thuế, kiểm tra phát hiện xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách tại Cục Thuế các địa phương. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin dịch COVID-19 sáng nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức mới nhất về dịch COVID-19 ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.